Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối Chủ nhật ngày 14 tháng 1 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lâm Đồng cộng đồng dân cư đóng góp trên 9.400 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Khoa học công nghệ đồng hành cùng nông thôn mới. Lâm Đồng xử lý 1.811 vụ vi phạm gian lận thương mại. Người lao động yên tâm với chính sách giải quyết nợ bảo hiểm xã hội năm 2018. Facebook, Instagram chống tuyên truyền cực đoan và khủng bố. Gìn giữ nét văn hóa Trà Việt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 14 tháng 1, Hội Công chứng viên tại Lâm Đồng đã tổ chức đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2018-2020, nhằm đánh giá kết quả tổ chức hoạt động của hội, nhiệm kỳ 2014-2017, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tiếp theo. Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng và trên 70 hội viên thuộc Hội Công chứng viên tỉnh đã tham dự. Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng hiện nay có 71 hội viên đang công tác, hoạt động tại 29 tổ chức hành nghề công chứng. Trong đó có 4 phòng công chứng nhà nước và 25 văn phòng công chứng do các tổ chức cá nhân quản lý. Trong nhiệm kỳ 2014-2017, hoạt động công chứng trên địa bàn đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Nhiều văn phòng công chứng đã được thành lập mới, đặc biệt tại một số địa bàn vùng sâu vùng xa như Đam Rông, Đà Tẻ, Cát Tiên, Lạc Dương, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các tổ chức cá nhân trong việc thực hiện các thủ tục giấy tờ. Song song đó, Hội Công chứng viên đã thường xuyên bồi dưỡng tập huấn, trao đổi nghiệp vụ, từng bước nâng cao kỹ năng hành nghề cho hội viên, thực hiện tốt công tác góp ý xây dựng các văn bản pháp luật, trong đó có Luật Công chứng, nhằm hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động công chứng nói chung. Tại đại hội, các đại biểu đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế, nhất là trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của hoạt động công chứng, việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chưa được thường xuyên và một số vấn đề liên quan đến hội phí. Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh Lâm Đồng lần thứ hai đã tiến hành bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2018-2020, đồng thời đề ra các mục tiêu nhiệm vụ như tiếp tục hoàn thiện tổ chức hội, bồi dưỡng chính trị, đạo đức nghề nghiệp, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên và thực hiện tốt các hoạt động công chứng theo quy định của Luật Công chứng hiện hành. Sáng nay ngày 14 tháng 1, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng và các sở ngành địa phương liên quan trong tỉnh đã tổ chức chương trình phát thanh truyền hình trực tiếp đối thoại về cải cách hành chính số tháng 1 năm 2018. Chương trình đối thoại về cải cách hành chính tháng 1 năm 2018 có sự tham gia của lãnh đạo Cục Thuế Lâm Đồng và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng. Nội dung đối thoại tập trung vào những vấn đề cụ thể như công tác cải cách hành chính của Cục Thuế Lâm Đồng và huyện Đức Trọng đã triển khai thực hiện trong thời gian qua, những đổi mới trong công tác cải cách hành chính thời gian tới để giúp hai đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao, tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn Đức Trọng vì sao chậm, công tác quản lý nhà nước với các dự án đã được cấp phép đầu tư. Chương trình cũng đã nhận được một số câu hỏi của khán giả xung quanh mức đóng thuế thu nhập cá nhân, chính sách hỗ trợ thuế với doanh nghiệp mới thành lập, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục vùng sâu. Đây là chương trình được thực hiện định kỳ vào Chủ nhật tuần thứ hai hàng tháng và đã được duy trì trong 5 năm qua. Chuyển sang những thông tin khác, sáng nay ngày 14 tháng 1, tỉnh đoàn Lâm Đồng đã tổ chức lễ ra mắt vườn ươm khởi nghiệp và sáng tạo tại Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng. Vườn ươm khởi nghiệp sáng tạo tỉnh của tỉnh đoàn Lâm Đồng được thành lập dựa trên kế hoạch 6324 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020. Theo đó, vườn ươm này có nhiệm vụ đẩy mạnh cuộc ý tưởng khởi nghiệp và sản phẩm khởi nghiệp, xây dựng và ra mắt sàn giao dịch ý tưởng, tổ chức ngày hội tuổi trẻ Lâm Đồng khởi nghiệp lập nghiệp, hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ về tin học, quản trị kinh doanh, ngoại ngữ và các kỹ năng cần thiết cho chủ doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động và tham gia hỗ trợ tổ chức sự kiện diễn đàn liên quan đến hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết lập các tổ chức hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Ngoài ra, vườn ươm cũng có nhiệm vụ tìm kiếm kết nối các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư thiên thần, giới thiệu và đánh giá các dự án khởi nghiệp sáng tạo, giới thiệu các cơ hội đầu tư, tập hợp lực lượng có đam mê và khả năng khởi nghiệp để chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về việc khởi nghiệp. Việc ra đời vườn ươm khởi nghiệp nhằm tạo ra một môi trường khuyến khích sự tìm tòi nghiên cứu sáng tạo và đổi mới của thanh niên sinh viên và là nơi ươm tạo cho những ý tưởng khởi nghiệp được hình thành. Trong tổng số hơn 41.600 tỷ đồng tỉnh Lâm Đồng đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới 6 năm qua,
trong đó có trên 9.400 tỷ đồng được huy động từ cộng đồng dân cư tham gia đóng góp, chiếm 22,6%. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, người dân đã tự nguyện bỏ hàng ngàn ngày công lao động, hiến đất, chặt bỏ nhiều cây trồng để xây dựng các công trình nông thôn mới. Không chỉ vùng trung tâm, địa bàn các địa phương như Đam Rông, Lâm Hà, Cát Tiên, Đà Tẻ, Đơn Dương, Lạc Dương, mặc dù đời sống kinh tế còn khó khăn, nhưng người dân đã ý thức cao, cùng chung tay với nhà nước để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, điểm nổi bật trên địa bàn xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới từ phong trào thi đua dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, có sức lan tỏa mạnh mẽ và tác động tích cực trong cộng đồng dân cư. Đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã có 72 xã và huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt bình quân gần 17 tiêu chí nông thôn mới một xã. Nhờ chú trọng các giải pháp, năm 2017, doanh thu từ sản xuất chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh đạt gần 97 tỷ đồng. Qua đánh giá xếp loại doanh nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, trong 8 đơn vị hoạt động trên lĩnh vực này, đứng đầu là công ty lâm nghiệp Di Linh, doanh thu gần 30 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 4,5 tỷ đồng, quản lý bảo vệ 24.249 ha rừng. Công ty lâm nghiệp Bảo Lâm doanh thu gần 23 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2,3 tỷ, diện tích rừng bảo vệ gần 19.000 ha. Tiếp theo là các công ty lâm nghiệp Đơn Dương, Tam Hiệp Di Linh, Đà Oai, Lộc Bắc Bảo Lâm và công ty lâm nghiệp Đà Tẻ, Bảo Thuận Di Linh. Đến nay, 8 công ty lâm nghiệp đang quản lý bảo vệ trên 180.000 ha rừng. Không chỉ làm tốt công tác quản lý giao khoán rừng, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chế biến gỗ của các đơn vị đã phát huy tiềm năng nguồn nguyên liệu gỗ thông, giải quyết tốt việc làm, đồng thời thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Sau hơn 2 tháng thi công, dự án cấp điện cho 7 thôn cuối cùng chưa có điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành được gần 80% hạng mục, gồm lắp đặt các trạm biến áp, trồng trụ và thực hiện việc đường kéo dây, trung thế, hạ thế và một số hạng mục quan trọng khác. Hiện nay, chủ đầu tư và đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc để đẩy nhanh tiến độ cấp điện chính thức cho 7 thôn chưa có điện của tỉnh Lâm Đồng trước Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018. Được biết, giãn cấp điện cho 7 thôn do Công ty Điện lực Lâm Đồng làm chủ đầu tư với tổng nguồn vốn trên 28,6 tỷ, sẽ thực hiện trên 40 km đường dây trung thế, trên 30 km đường dây hạ thế và 20 trạm biến áp 1.000 kV/A để cấp điện cho trên 650 hộ dân tại 7 thôn, gồm thôn Vĩnh Ninh, thôn 3, thôn 4, xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên, thôn Rờ Hang Trụ, thôn Phúc Cát, xã Phúc Thọ, thôn Phúc Thạch, xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, thôn Nao Quang, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm. Đây là dự án nhận được rất nhiều sự quan tâm của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh, các ngành các cấp và người dân, đặc biệt là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa có nguồn điện lưới sử dụng trên địa bàn. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhất là tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là một trong những chương trình mang tính toàn diện, tổng hợp của các chương trình mục tiêu liên quan trực tiếp đến kinh tế, chính trị, xã hội. Trong đó, khoa học công nghệ là một công cụ đắc lực góp phần nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến trình hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, mà quan trọng hơn hết là trực tiếp phục vụ đời sống, hoạt động sản xuất của người dân. Đây là hệ thống bếp đun bằng chế phẩm nông nghiệp được Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng chuyển giao cho các hộ dân sản xuất nhỏ tại ba huyện phía Nam. Còn đây là hệ thống điện năng lượng mặt trời, Trung tâm trang bị cho 30 hộ dân chưa có điện tại các xã vùng sâu vùng xa của huyện Đức Trọng. Tuy số hộ gia đình được hỗ trợ chưa lớn, nhưng trong năm qua, ngành khoa học và công nghệ Lâm Đồng đã phần nào góp phần vào việc phục vụ đời sống người dân, đặc biệt là người dân tại các vùng khó khăn của tỉnh. Tại vì nào giờ là chỉ thắp đèn dầu thôi, tối có khi đi làm về tối hù mà chỉ đốt cái đèn dầu leo lét. Mà bây giờ tôi thấy cái ánh sáng nãy giờ thấy trong bụng tôi nó phấn khởi, nó mát mẻ mà nó mừng, nó vui vẻ dữ lắm. Khoa học công nghệ là lĩnh vực luôn đồng hành với sự phát triển của ngành nông nghiệp Lâm Đồng. Với mục tiêu phát triển nông nghiệp nông thôn, phương thức chuyển giao khoa học công nghệ đến nông dân được áp dụng phổ biến nhất là tổ chức điều tra mô hình sản xuất có hiệu quả trên địa bàn để nhân rộng những mô hình này. Đồng thời xây dựng mô hình trình diễn ứng dụng khoa học công nghệ tiến bộ để người dân học tập làm theo. Đây cũng là con đường ngắn nhất đưa kết quả nghiên cứu từ các cơ sở nghiên cứu đến từng nông hộ. Trung tâm là có các công nghệ về từ sản xuất giống cho tới là sản xuất bịch phôi và các công nghệ nuôi trồng đã khép kín. Thì chúng tôi là chuyển giao công nghệ cho người dân
đối với các doanh nghiệp lớn thì là chuyển giao từ cái khâu là sản xuất bạch phôi do trung tâm là cung cấp giống. Đối với các hộ dân, gia đình thì chúng tôi sẽ chuyển giao cái bạch phôi. Người nông dân chỉ về là chúng tôi hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc. Việc ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, đã tạo một chuyển biến lớn trong việc tạo ra các giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cao, phục vụ tốt cho nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản Lâm Đồng trên thị trường trong và ngoài nước. Chúng ta có một cái lợi thuận lợi, đó là chúng ta có các nhà nghiên cứu khoa học hàng đầu đến từ các viện trường trung ương đóng trên địa bàn, và thể kể đến như viện sinh học, viện khoa học Tây Nguyên, viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên, viện nghiên cứu hạt nhân, các trường đại học Đà Lạt, trường đại học Dược Sinh, các hệ thống các trường cao đẳng. Thì phải nói sự đóng góp của các nhà nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp đến từ các viện trường này cũng đã kết nối vào phục vụ cho vấn đề phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thứ ba là chúng ta có một cái hệ thống các cơ quan, trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, trung tâm ứng dụng tiến bộ giống cây trồng vật nuôi của ngành nông nghiệp, thì chúng ta cũng đã đẩy mạnh được cái vấn đề cái gắn kết cái kết quả nghiên cứu chuyển giao để mà ứng dụng thực tế vào trong sản xuất. Thực tế đã chứng minh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chương trình phù hợp với đòi hỏi thực tiễn. Để góp phần thực hiện thành công chương trình, cần sự chung tay góp sức của cả cộng đồng. Trong đó, khoa học và công nghệ cũng đóng góp một phần quan trọng làm nên thành công của chương trình, từng bước làm thay đổi diện mạo cũng như phương thức tổ chức sản xuất của người dân theo hướng hiệu quả, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Lâm Đồng xử lý 1.811 vụ vi phạm gian lận thương mại. Nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất nông nghiệp. Là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, nhờ đẩy mạnh việc triển khai các đợt cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường, qua đó tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới các đối tượng sản xuất kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh. Trong năm 2017, đơn vị đã tiến hành kiểm tra trên 2.800 vụ vi phạm về gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả. Qua các đợt kiểm tra, đơn vị đã phát hiện trên 1.812 vụ, đã xử lý 1.811 vụ, một vụ chuyển sang ngành khác xử lý, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là gần 7,7 tỷ đồng. Để ổn định tình hình thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Chi cục Quản lý thị trường tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền người dân, nâng cao ý thức trong lựa chọn sử dụng hàng hóa có nhãn mác, chất lượng cao, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp nâng cao ý thức cung cấp hàng hóa có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng để thực hiện tốt công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 428 công trình thủy lợi, nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu tưới cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Nhiều công trình đã xuống cấp, hư hỏng. Trong năm 2017, tổng diện tích các loại cây trồng được tưới đạt hơn 151.000 ha, tăng hơn 4.500 ha so với năm trước. Trong đó, diện tích gieo trồng được tưới bằng công trình thủy lợi là 57.000 ha. Kết quả trên có sự đóng góp không nhỏ của việc phát triển hệ thống ao hồ nhỏ, với kinh phí thực hiện 10 tỷ đồng, đã tăng diện tích được tưới thêm khoảng 2.400 ha. Tuy nhiên, con số này rất khiêm tốn so với trên 247.000 ha gieo trồng của toàn tỉnh. Vì vậy, trong thời gian tới, Lâm Đồng cần có nhiều giải pháp đầu tư các công trình thủy lợi, phục vụ có hiệu quả sản xuất nông nghiệp địa phương. Tiếp tục chương trình là một số tin vắn đáng chú ý khác. Đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Hiện nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 1.200 câu lạc bộ gia đình văn hóa hoạt động lồng ghép các nội dung liên quan đến gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới được thành lập và duy trì. Trong đó có 35 câu lạc bộ được chọn làm mô hình thí điểm của tỉnh. Thông qua hoạt động của câu lạc bộ để tuyên truyền những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đưa nội dung phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới trở thành một trong những tiêu chí quan trọng để bình xét công nhận gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố, khu phố văn hóa.
Ngày 13 tháng 1, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội chi nhánh tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Hòa Nam, huyện Di Linh. Dịp này, đoàn đã trao tặng 108 phần quà, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, gồm 10 kg gạo, dầu ăn, bột ngọt và một số nhu yếu phẩm khác. Đây là tấm lòng, là sự sẻ chia của tập thể cán bộ, công nhân viên SHB Lâm Đồng nhằm giúp các hộ dân vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Được biết, song song với hoạt động kinh doanh, trong thời gian qua, SHB Lâm Đồng luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện ở địa phương. Nhờ tập trung các biện pháp tiêm phòng vaccine, tiêu độc khử trùng định kỳ được thực hiện theo đúng kế hoạch và hiệu quả. Vì vậy, trong năm qua, trên địa bàn huyện Nam Trong không xảy ra dịch bệnh nghiêm trọng trên đàn gia súc gia cầm và vật nuôi. Tuy có phát sinh một số loại bệnh gây hại trên cây trồng vật nuôi như bệnh lở mồm long móng trên đàn bò tại các xã Đạ Ca Nàng, Đạ Rờ San và Đạ Tông, bệnh nấm hồng, đốm mắt cua trên cây cà phê, bệnh ốc bưu vàng gây hại trên cây lúa tại xã Rô Men, v.v. Nhưng ngành nông nghiệp địa phương đã triển khai kịp thời các biện pháp xử lý bệnh, chính vì vậy không để phát sinh trên diện rộng bùng phát thành dịch. Được biết, tổng đàn gia súc hiện có của huyện Nam Trong là 19.800 con, tổng đàn gia cầm 100.000 con. Nhìn chung, số lượng đàn gia súc gia cầm của địa phương phát triển ổn định, góp phần mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Phần tin trong nước và thế giới trong bản tin tối nay. Người lao động yên tâm với chính sách giải quyết nợ bảo hiểm xã hội năm 2018. Facebook, Instagram chống tuyên truyền cực đoan và khủng bố. Trốn đóng bảo hiểm xã hội sẽ bị coi là tội phạm và bị xử lý hình sự. Đây là quy định của luật bảo hiểm xã hội mới được điều chỉnh theo luật hình sự, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Với quy định này, các doanh nghiệp sử dụng lao động phải nghiêm túc hơn trong việc thực hiện các quy định đảm bảo chế độ cho công nhân, người lao động, để họ yên tâm sản xuất. Đây là tín hiệu tích cực cho cả công nhân, người lao động và ngành chức năng thành phố Hồ Chí Minh. Anh Lê Chí Trung là một trong hàng ngàn công nhân của công ty đóng tàu Sài Gòn Shipyard, bị nợ bảo hiểm xã hội. Nay đã chuyển sang một công việc khác, nhưng vẫn đau đáu nỗi lo khi không được công ty giải quyết những quyền lợi chính đáng thiết thực. Nếu mà nợ tiếp như vậy nữa, giờ công ty mà có tuyên bố phá sản hoặc là chuyển nhượng, tôi sẽ tìm ai để đòi cái đó. Mà nếu như mà nó ngâm qua 1-2 năm như vậy thì sự thiệt hại của tôi là rõ ràng. Chính vì thế mà khi được biết từ tháng 1 năm 2018, người sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội sẽ bị xử lý hình sự. Rất nhiều công nhân đã rất vui mừng vì quyền lợi của họ từ nay sẽ được đảm bảo, không thấp thỏm lo lắng nữa mà yên tâm đóng góp cho công ty. Như luật đưa ra vậy thì sẽ cảm thấy yên tâm cho công nhân một phần nào đó, là mình có thể là yên tâm làm với cái thời hạn là lâu dài. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017 diễn ra rất phổ biến và phức tạp. Hiện có đến gần 103.000 đơn vị đang nợ 14.700 tỷ đồng bảo hiểm xã hội của 2,6 triệu lao động. Riêng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trong năm vừa qua, ngành bảo hiểm xã hội cũng mới thu hồi được 96 tỷ đồng trong tổng số gần 139 tỷ đồng của 331 doanh nghiệp. Những cái đơn vị nào mà nợ thì chúng tôi sẽ gửi thư, rồi là gửi công nợ, rồi chúng tôi gửi qua email và đốc thúc cho các doanh nghiệp là cố gắng là coi như đóng đủ cho cái người lao động. Cái thứ hai là chúng tôi cũng đã phối kết hợp với Liên đoàn Lao động thành phố và các sở ban ngành có liên quan đã thành lập một cái đoàn thanh tra chuyên ngành đến kiểm tra những cái đơn vị mà đang nợ trên địa bàn. Cũng theo luật định, tổ chức công đoàn sẽ có quyền đại diện cho tập thể người lao động khởi kiện doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội ra tòa, kết thúc hành trình khó khăn đòi quyền lợi của công nhân như thời gian qua. Trước mắt, công đoàn thành phố đang tăng cường tập huấn cho cán bộ công đoàn các cấp hiểu về quá trình tố tụng khởi kiện doanh nghiệp đúng luật, nâng cao năng lực hoạt động công đoàn các cấp. Doanh nghiệp mà vi phạm sẽ bị khởi tố hình sự. Chúng tôi cho rằng đây là một cái động tác rất tốt để cảnh báo, và doanh nghiệp cũng thấy rằng mình là một tổ chức, một cá nhân thì việc chấp hành luật, hệ thống luật pháp đó là cái nghĩa vụ. Tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội của nhiều tổ chức sử dụng lao động đang đặt ra nhiều vấn đề, ảnh hưởng đến hoạt động chung của ngành bảo hiểm xã hội và tâm lý của người lao động. Việc hình sự hóa hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội này
sẽ là một giải pháp hữu hiệu buộc các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm trách nhiệm của mình, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho công nhân và người lao động. Năm 2017, tại Hà Nội đã xảy ra các vụ cháy ở các chung cư cao tầng. Tuy nhiên, việc chữa cháy tại đây gặp rất nhiều khó khăn. Điều này tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động về nguy cơ cháy nổ tại các khu chung cư cao tầng. Cuối tháng 8 năm 2017, tòa chung cư khu đô thị mới đường Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội bất ngờ cháy. Cuối tháng 9 năm 2017, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát trong căn hộ tầng 12 chung cư Rainbow, Hà Đông. Mới đây nhất, ngày 25 tháng 12 vừa qua, vụ cháy tại khu chung cư cao cấp Westlake trên đường Hoàng Hoa Thám khiến người dân rất lo ngại về công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu chung cư cao tầng. Chữa cháy ở trên cao rất kém, Việt Nam quá kém luôn. Và phải xem lại cái tình hình đấy, vì chung cư mọc lên rất nhiều. Theo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, hệ thống thang cứu hỏa được trang bị có chiều cao 52 mét, tương đương chỉ có thể lên tới tầng 17 của tòa nhà, gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Bên cạnh đó, có rất nhiều chung cư, đặc biệt là các khu tái định cư, được lắp đặt hộp thiết bị phòng cháy, nhưng các thiết bị bên trong như báo cháy, đường ống dẫn nước đã hoen rỉ, cũ nát và không được kết nối. Điều này gây khó khăn cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy khi xảy ra sự cố. Cái hệ thống phương tiện phòng cháy của tòa nhà phục vụ cái công tác chữa cháy thì chúng tôi là phải sử dụng đến cái hệ thống đó. Nếu như một tòa nhà mà hệ thống nó bị tê liệt thì gần như là chúng tôi là phải sử dụng bằng cái tại chỗ luôn. Thống kê của cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội cho thấy, hiện trên địa bàn thành phố có gần 400 tòa nhà cao từ 7 tầng trở lên và khoảng trên 1.600 tòa nhà dưới 6 tầng. Trong số đó, hiện còn 79 nhà chung cư vẫn vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh nỗ lực của cơ quan chức năng trong việc xử lý những vi phạm này, thì giải pháp quan trọng nhất là nâng cao nhận thức của người dân về an toàn phòng cháy chữa cháy. Thế nhưng, người dân lại không ý thức được tầm quan trọng của việc trang bị kiến thức phòng cháy chữa cháy. Bên mình cũng tuyên truyền và có những cái lịch tập thực tập phòng cháy chữa cháy đối với cư dân của tòa nhà. Vì lịch của cư dân nó cũng ở tòa nhà mình, khu chung cư cao cấp, cư dân công việc cũng bận rộn nhiều. Mình không sắp xếp được cái thời gian để tham gia một cái lượng đông đủ. Chúng tôi đã huấn luyện tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng cháy cháy trên địa bàn hai quận Đống Đa và Đình trên 500 tổ dân phố. Nhưng người dân đi tham gia rất ít. Có những chung cư chúng tôi mời hơn 400 hộ thì người ta chỉ đi được khoảng 17-18 người. Tức là ý thức phòng cháy của người dân vẫn rất thờ ơ. Để tránh tình trạng tốn nhiều công sức, tiền của, khắc phục những vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy tại các tòa nhà cao tầng, cần có sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cần siết chặt quản lý ngay từ khi xây dựng công trình. Đặc biệt, người dân cần trang bị đầy đủ kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và bình tĩnh xử lý để giảm tối đa thiệt hại khi có sự cố xảy ra. Có việc con ông, cháu cha cung cấp vật liệu để hưởng lợi trong lát đá vỉa hè hay không? Tôi biết là có việc đó. Đây là khẳng định của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trước lãnh đạo và cán bộ chủ chốt ngành xây dựng mới đây. Dư luận cũng rất đồng tình với người đứng đầu thành phố trong việc phải làm rõ lợi ích nhóm trong lát đá vỉa hè tại các tuyến phố thời gian qua. Theo chủ trương của Hà Nội, từ cuối năm 2016, nhiều quận nội thành đã cải tạo vỉa hè bằng đá tự nhiên, có kết cấu bền vững, đảm bảo sử dụng 50-70 năm. Tuyến phố đầu tiên lát đá tự nhiên là Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, rồi tới đường Hai Bà Trưng, Nguyễn Trãi, Giải Phóng. Tuy nhiên, mặt đá lát sau vài tháng đã bong chóc, gãy nát nhiều vị trí. Người dân nghi ngờ về chất lượng của loại đá được quảng cáo là bền tới 70 năm này. Đồng thời đặt ra câu hỏi, vì sao phải thay thế gạch cũ đang tốt như vậy? Tôi không biết là dân là, nghĩa là mọi người sau này sẽ sử dụng sẽ được bao lâu. Đấy, nhưng mà chưa làm, đá vỡ chuyển xuống đã bị vỡ rồi. Cứ để đá trước kia thì đi nó còn đi này, đá này đi nó còn sạch sạch. Nó mưa gió đi nó không trơn. Cái đá kia đi nó gần đi nó cũng vỡ. Trước những phản ứng của dư luận, người đứng đầu thành phố Hà Nội đã yêu cầu thanh tra thành phố Hà Nội vào cuộc kiểm tra, làm rõ trách nhiệm về tình trạng đá lát vỉa hè kém chất lượng, bị xuống cấp, hư hỏng trong tháng 12 năm 2017. Tuy nhiên, đã bước sang năm 2018, việc xử lý vi phạm
vẫn đang nằm ở đâu đó trên bàn giấy. Dư luận cần một câu trả lời, cũng như việc quy trách nhiệm cụ thể cho các cá nhân, tổ chức để xảy ra sai phạm. Nếu có lợi ích nhóm, thì giải pháp xử lý như thế nào? Lợi ích nhóm, bao che cho nhau. Một là thực hiện cái việc mà chọn thầu khách quan, tránh thông thầu, tránh có những cái chỉ định thầu và tránh những cái lợi ích nhóm ở trong cái việc tìm kiếm những người thầu. Thứ hai nữa là công khai các tiêu chuẩn chất lượng, độ dày của các cái đá, của các cái tiêu chuẩn chất lượng theo hợp đồng đã ký ở những cái nơi mà triển khai để cho người dân giám sát cũng như là khuyến khích cái sự phát hiện các sai phạm. Dư luận đánh giá cao những phát ngôn thẳng thật của vị chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khi đã dám nói ra những điều mà từ lâu ai cũng biết nhưng không phải ai cũng dám nói. Đó là tình trạng cài cắm, tay trong, tận dụng người nhà của một bộ phận quan chức vào các dự án công để trục lợi. Tuy nhiên, nếu chỉ mặt, đặt tên sẽ là chưa đủ. Phải xem đó là một hành vi tham nhũng tinh vi và cần phải được điều tra, xử lý nghiêm khắc. Không nhất thiết phải bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để mà đi lát đá. Đấy còn chưa kể đứng sau cái lát đá này thì cỡ ai được trúng thầu cái vụ lát đá này lại làm câu chuyện khác. Chúng ta hãy minh bạch, cũng như Thủ tướng luôn kêu gọi xây dựng một chính phủ kiến tạo, một chính quyền kiến tạo gần dân, vì dân, thì những việc chúng ta làm mà minh bạch được nhân dân ủng hộ. Hà Nội là thủ đô của cả nước, nơi pháp luật phải được thượng tôn, nơi chính quyền hành động phải mang tính biểu trưng cao hơn hết. Chính vì vậy, với vai trò đầu tàu của mình, chỉ rõ và xử lý nghiêm khắc các vụ việc ở Hà Nội sẽ là tấm gương để các địa phương khác nhìn vào và nói theo. Câu chuyện lát đá vỉa hè chỉ là một lát cắt nhỏ trong hàng trăm, hàng nghìn dự án đầu tư công trên toàn thành phố. Nhưng cần phải làm tốt từ chính những dự án nhỏ như thế này. Trên cương vị Thủ phủ trà Bảo Lộc nỗ lực gìn giữ nét văn hóa trà Việt là thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay. Gần một thế kỷ này, cùng với sự phát triển của ngành chè, thì ngành trà ướp hương xứ Plao cũng đã tạo được dấu ấn trong truyền thống trà Việt. Ở vùng đất Bảo Lộc, duyên nghiệp với cây chè và đủ thứ hương hoa, nên nghề làm trà cứ thế cha truyền con nối. Và thật đáng mừng khi nghề ướp hương cho trà hiện nay đang được một thế hệ trẻ giữ gìn. Thành phố Bảo Lộc được biết đến như một thủ phủ của trà. Hương vị đắng chát ấy đã ăn sâu vào trong máu của biết bao thế hệ người con sinh ra ở đây. Để rồi giữa nhịp sống hối hả của hiện đại, thì vẫn có những con người đang ngày ngày miệt mài lan truyền tình yêu hương vị trà đến với các bạn trẻ. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống sản xuất trà lâu đời, thừa kế nghề nghiệp từ dòng tộc. Anh Trần Đại Bình hiện đang tiếp quản danh trà Thiên Thành, một trong những doanh nghiệp lâu năm nức tiếng xứ trà Plao. Từ một người đến với trà chỉ vì trọng trách tiếp nối cơ đồ của gia tộc, anh trót yêu hương vị đắng chát của trà khi nào chẳng hay. Và rồi, uống trà từ thú vui tao nhã cũng đã trở thành niềm đam mê bất tận. Nhấp tách trà tinh túy, con người sảng khoái, giao hòa với thiên nhiên và đất trời, cảm nhận vị ngọt hậu, đọng mãi như một triết lý nhân sinh, khổ tận cam lai. Cái đoạn đầu thì khi mình đi học thì trà cũng chưa phải là niềm đam mê đâu. Sau đó khi ra trường thì về làm nghề trà thì 6 năm đầu mình cũng không thực sự là mê trà. Cho đến một cái ngày mà mình khám phá là sự kỳ diệu của cái hương trà nó mang đến cho cái người uống. Một cái tâm trạng thư giãn, rồi những cái vị đắng chát, ngọt hậu mà nó mang đến cho người thưởng thức, giúp cho mình cảm thấy rằng trà nó mang lại một cái giá trị thư giãn và một giá trị tinh thần cho đời sống rất cao. Từ đó thì mình bắt đầu quyết định đam mê và đi vào nghiên cứu sâu về nó. Chỉ có những người thực sự yêu trà, yêu cái hương vị của trà thì họ mới quyết tâm theo đuổi nó. Và cũng từ đó nó làm cho mình từ từ gắn bó và yêu thương nghề trà hơn. Bén duyên với cây chè, đam mê với những mùi hương, anh Trần Đại Bình cùng những người trẻ vùng đất Bảo Lộc trăn trở tâm huyết cho một thương hiệu trà Plao. Để rồi qua mỗi kỳ lễ hội trà, năm 2013, câu lạc bộ trà Plao ra đời. Bên cạnh việc tập hợp các doanh nghiệp trà tại địa bàn,
dựa vào sức mạnh của sự liên kết để giữ vững và phát triển thương hiệu trà Blau, trao đổi các vấn đề khoa học kỹ thuật, tạo nên vùng nguyên liệu an toàn và có chất lượng. Câu lạc bộ trà Blau còn có một ý nghĩa truyền cảm hứng đến với các bạn trẻ về văn hóa pha trà, thưởng thức trà, cũng như sự yêu thích và tôn trọng trà. Hình ảnh những cô gái trẻ hiện đại năng động ngồi vào bàn trà đã hóa thân thành những trà nô duyên dáng, nhẹ nhàng, yểu điệu, từng cử chỉ trên đôi bàn tay pha trà. Cùng sự tinh tế nhanh nhạy trong cách chọn trà pha, cách ngửi mùi hương và cách lấy màu nước. Phần nào đã thỏa ước nguyện của anh Bình. Cái nghề trà thực sự nó mang lại một cái giá trị tinh thần cũng như là giá trị vật chất rất cao cho cái vùng trà Blau. Nhưng mà rất tiếc là giới trẻ thì không mấy người quan tâm tới điều đó. Từ đó anh mới tìm những cái bạn trẻ nào mà thực sự yêu nghề trà. Anh truyền lửa cho họ bằng cách giúp cho họ nhận được những cái hay, những cái độc đáo trong cái nghề trà. Rồi trong giúp cho họ nhận ra được cái sự kỳ diệu, những cái nét độc đáo trong cái văn hóa, phong cách uống trà. Từ đó thì họ cảm thấy là họ rất là hào hứng. Và anh cũng vì khi mình thấy được thực sự là mang lại một cái giá trị tinh thần rất tốt cho giới trẻ, và vì anh mới quyết định là theo cái câu lạc bộ trà Blau cũng như cố gắng duy trì cái văn hóa mà pha trà, rồi phong cách pha trà nô mà như Việt Nam mình đang hình thành, giới thiệu cho các bạn trẻ càng nhiều càng tốt. Em sau này em sẽ làm cầu nối để kết nối các bạn trẻ đến với những truyền thống và những cái nét đẹp của quê hương, mà muốn các bạn lưu truyền và bảo giữ nét đẹp quê hương của mình. Mảnh đất Blau vẫn thế, vẫn xanh với những ngọn đồi trà bát ngát. Và chàng trai Trần Đại Bình cùng với những thế hệ người con sinh ra ở đây vẫn đang hàng ngày gìn giữ phát triển ngành trà để hương trà Blau bay xa đến mọi miền đất nước và xa hơn nữa. Cùng với ước mơ xây dựng nghệ thuật uống trà Việt thành một sinh hoạt văn hóa độc đáo của người Việt Nam, người doanh nhân trẻ ấy đã góp phần tô điểm vào sắc màu văn hóa dân tộc Việt, một nét truyền thống mới, đẹp và duyên dáng, khẳng định chất lượng chè, giới thiệu chè với du khách nước ngoài không chỉ ở chất, vị của chè mà còn là tình người, tình mến khách. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Với vết bẩn cứng đầu mà em vẫn phải vò tay thì sản phẩm em đang dùng chưa hẳn là tốt đâu. Omomatic mới, chỉ cần chấm, thoa nhẹ rồi đổ, Omomatic tăng cường gấp 3 lần sức mạnh, xoáy bay vết bẩn cứng đầu ngay trong lồng giặt. Omomatic xoáy bay vết bẩn cứng đầu trong lồng giặt. Mua một lốc sữa cô gái Hà Lan Axi 20 cộng tặng ngay một bộ lắp ráp con giáp 3D thật vui nhộn. Sưu tập trọn bộ 12 con giáp vui xuân cùng cô gái Hà Lan. Có cô gái Hà Lan, Tết này vui miên man. Mình thích khám phá những vùng đất mới. Bạn có biết ai là bạn đồng hành cùng mình không? Đó là nắng và gió. Vì mình đã có xanh siêu mềm mượt dịu kỳ mới với dầu hoa trà mi và công nghệ khóa ẩm cho mái tóc mềm mượt suốt ngày dài, chẳng ngại nắng gió. Xanh siêu mới. Minh Sơn và Yến xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng dành thời gian để đồng hành.